Chào mừng các con đến với bộ môn lịch sử và địa lý lớp 7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một tiết học của phần môn lịch sử nhé. Và tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu một bài học trong phần chương 4, Đất nước dưới thời các vương triều Ngô, Đình, Tiền Lê từ năm 939 đến năm 1009. Trước tiên thì chúng ta hãy ôn lại một chút kiến thức cũ của chương trình năm lịch sử lớp 6. Và để ôn lại kiến thức thì cô có một vài câu hỏi dành cho các con. Các con hãy chuẩn bị để trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất, Ngô Quyền chỉ huy quân ta đánh thắng quân địch ở đâu? Và cô có những đáp án như sau, các con hãy chọn vào đáp án đúng nhất nhé. Thứ nhất, sông Như Nguyệt. Thứ hai, thành Thăng Long. Thứ ba, sông Bạch Đằng. Thứ tư, núi Chi Lăng. Chúc mừng con, đáp án hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 2, các con hãy kéo các từ khóa ở bên dưới trang vào ô trống với nội dung thích hợp để hoàn chỉnh ý nghĩa của kháng chiến chống quân Nam Hán nhé. Chúc mừng con, đáp án hoàn toàn chính xác. Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Nó đã giúp chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam, mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ cho Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung của bài 9, Đất nước buổi đầu độc lập năm 939 đến năm 967. Bài học này chúng ta sẽ đi hai nội dung. Nội dung thứ nhất, Ngô Quyền dựng nền độc lập. Nội dung thứ hai, công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1, Ngô Quyền dựng nền độc lập. Vào năm 939, sau khi chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã bỏ chức tiết độ sứ, xưng vương và đóng đô ở Cổ Loa là Hà Nội ngày nay. Và trên đây là một số hình ảnh về thành Cổ Loa ngày nay, các con hãy quan sát nhé. Ngay sau khi xưng vương, Ngô Quyền đã xây dựng bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương. Chính quyền mới được thiết lập do vua là người đứng đầu. Và dưới đây là bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương của nhà Ngô. Và các con có thể nhìn thấy, đứng đầu nhà nước đó chính là vua, có quyền quyết định mọi việc. Dưới có các quan văn, quan võ phụ trách từng công việc. Còn ở địa phương, vua giao cho các tướng lĩnh trấn giữ các châu quan trọng. Ngô Quyền cử Ngô Sư Ngập cai quản vùng Đông Bắc, Đinh Công Trứ cai quản châu Hoan, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay, Kiều Công Hãn cai quản châu Phong ở khu vực Phú Thọ. Và ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy và quan sát bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ sài, nhưng đã thể hiện được ý thức độc lập, tự chủ của nhà Ngô. Theo nhà sử học Ngô Sĩ Liên thì ông đánh giá rằng Tiền Ngô Vương nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi. Việc đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục có thể thấy quy mô của bậc đế vương theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1. Để chứng minh cho câu nói của nhà sử học Ngô Sĩ Liên thì Ngô Quyền không chỉ xưng vương, xây dựng kinh đô ở Cổ Loa, xây dựng bộ máy nhà nước chính quyền từ trung ương đến địa phương mà ông còn chú ý khôi phục văn hóa dân tộc, xây dựng đất nước yên bình. Với những công lao của ông, từ đây nền độc lập dân tộc được khẳng định, tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này. Chính vì thế, nhân dân ta vô cùng biết ơn và lập đền thờ ông ở Lăng Ngô Quyền, thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Và đây chính là những hình ảnh tại Lăng Ngô Quyền, các con thì có thể quan sát nhé.
Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành nội dung kiến thức của phần 1 nhỏ, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh. Sau một thời gian đóng góp công lao cho đất nước, năm 944, Ngô Quyền mất, chính quyền nhà Ngô suy yếu nhanh chóng. Nhân cơ hội đó, các thế lực hào trưởng địa phương nổi lên, mỗi người chiếm cứ một vùng. Đến năm 965, chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân. Và sau đây thì cô có một đoạn video nói về công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh. Mời các con cùng đón xem nhé! Năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp. Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Hơn 1.000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đã chấm dứt, nền độc lập và chủ quyền của đất nước được giữ vững. Năm 944, Ngô Quyền mất, hai con trai là Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền trung ương. Em vợ Ngô Quyền là Dương Tam Kha đã cướp ngôi, tự xưng là Bình Vương. Ngô Xương Ngập bỏ trốn, các phe phái nổi lên khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng không ổn định. Năm 950, Ngô Xương Văn được sự ủng hộ của các tướng lĩnh đã lật đổ được Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua. Ngô Xương Văn tự xưng là Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa và cho người đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng làm vua. Ngô Xương Ngập tự xưng là Thiên Sách Vương, như vậy nước ta khi đó tồn tại hai vua, Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Năm 954, Ngô Xương Ngập chết, chỉ còn lại Ngô Xương Văn làm vua. Các thổ hào, tù trưởng các vùng, các tướng lĩnh của họ Ngô và cả con cháu của các quan chức nhà Đường cũ đã nổi lên cát cứ, phân tranh các vùng, đánh chiếm lẫn nhau. Mặc dù Ngô Xương Văn đã nhiều lần đem binh đi đàn áp các cuộc nổi loạn nhưng không thành. Năm 965, trong khi đi đánh quân nổi dậy ở Thái Bình, Ngô Xương Văn bị trúng tên, tử trận. Con trai là Ngô Xương Xí nối nghiệp nhưng thế lực ngày càng yếu kém, phải lui về giữ đất Bình Kiều. Thấy cơ hội đã đến, các sứ quân cứ thế đua nhau nổi lên tranh giành quyền lực. Đến năm 966, hình thành đầy đủ 12 sứ quân do 12 thủ lĩnh đứng đầu chiếm giữ các địa phương. Sử cũ gọi là loạn 12 sứ quân. Ngô Xương Xí, tức Ngô Sứ Quân, giữ Bình Kiều, Triệu Sơn, Thanh Hóa ngày nay. Ngô Nhật Khánh, tự xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội ngày nay. Đỗ Cảnh Thạc, tự xưng là Đỗ Cảnh Công, giữ Đỗ Động Giang, Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. Phạm Bạch Hổ, tự xưng là Phạm Phong Át, giữ ở Đằng Châu, Hưng Yên ngày nay. Kiều Công Hãn, tự xưng là Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu, Việt Trì, Lâm Thao, Phú Thọ ngày nay. Kiều Thuận, tự xưng là Kiều Lệnh Công, giữ Hồi Hồ, Cẩm Khê, Phú Thọ ngày nay. Nguyễn Khoan, tự xưng là Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ngày nay. Nguyễn Siêu, tự xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phù Liệt, Thanh Trì, Hà Nội ngày nay. Nguyễn Thủ Tiệp, tự xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du, Bắc Ninh ngày nay. Lý Khuê, tự xưng là Lý Lãng Công, giữ Siêu Loại, Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay. Trần Lãm, tự xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu, Thái Bình ngày nay. Lã Đường, tự xưng là Lã Tá Công, giữ Tế Giang, Văn Giang, Hưng Yên ngày nay. Năm 960, nhà Tống bên Trung Quốc được thành lập, chấm dứt thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Nước ta khi đó đang đứng trước nguy cơ bị xâm lược, cần phải thống nhất và xây dựng một nhà nước vững mạnh. Vùng Hoa Lư bấy giờ có người tên là Đinh Bộ Lĩnh, con trai ông Đinh Công Trứ, một nha tướng của Dương Đình Nghệ. Cha mất sớm, ông theo mẹ về quê ở. Lúc còn nhỏ, hàng ngày đi chăn trâu, ông thường cùng trẻ chăn trâu, chia phe tập trận. Ông có tài chỉ huy nên được bọn trẻ mến phục. Chúng khoanh tay, làm kiệu để rước và cầm lau đi hai bên như rước thiên tử. Lớn lên, ông rất thông minh, có khí phách và có tài thao lược. Trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc, Đinh Bộ Lĩnh cùng với những người bạn thân thiết như Đinh Điền, Nguyễn Bạc đã đứng lên tập hợp lực lượng, rèn vũ khí, chiếm giữ vùng Hoa Lư, chờ thời cơ dẹp loạn. Căn cứ của ông dần mở rộng từ Hoa Lư ra đến vùng đồng bằng ven biển sông Hồng. Để tăng thêm lực lượng, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Thái Bình bằng việc đưa con trai là Đinh Liễn sang đầu quân cho Trần Lãm. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh được Trần Lãm trao toàn bộ binh quyền và tiếp tục chiêu mộ binh lính, xây dựng lực lượng, hòng thu phục các sứ quân. Đầu năm 966, ông đã chiêu phục được sứ quân của Phạm Bạch Hổ, Hưng Yên và phong làm thân vệ đại tướng quân. Sau đó, ông dẫn đại binh ra Giao Châu và lần lượt đánh bại, chiêu dụ các sứ quân còn lại. Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc rất mạnh, có thành cao và hào sâu,
Ban đêm, Đinh Bộ Lĩnh cho quân bao vây bốn mặt thành và tiến đánh bất ngờ vào trại quyền của địch. Khi đó, Đỗ Cảnh Thạc đang ở đồn Bảo Đà, không ứng cứu được. Hai bên tiếp tục giao tranh hơn một năm. Cuối cùng, Đỗ Cảnh Thạc bị trúng tên và chết. Đinh Bộ Lĩnh hạ được thành. Biết Đinh Bộ Lĩnh chuẩn bị đánh, sứ quân Nguyễn Siêu đem 10.000 quân đóng ở Thanh Đàm, Hà Nội nghênh chiến. Trong trận giao đấu đầu tiên, bên nghĩa quân Đinh Bộ Lĩnh đã bị mất 4 tướng. Sau đó sứ quân Nguyễn Siêu chia một nửa quân giữ trại, một nửa vượt sông tìm viện binh các xứ khác. Đang vượt sông, cánh quân này bị gió lớn làm đắm thuyền. Biết tin, Đinh Bộ Lĩnh cho quân tấn công, tiêu diệt. Sứ quân Nguyễn Siêu bị giết chết. Đối với sứ quân Kiều Công Hãn, thấy nghĩa quân của Đinh Bộ Lĩnh quá mạnh nên chạy vào Thanh Hóa để liên kết với sứ quân của Ngô Xương Xí. Nhưng chạy đến Vạn Kiếp, Nam Định thì đã bị hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương, bỏ chạy, sau đó thì mất. Sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du cũng không chống nổi Đinh Bộ Lĩnh, bỏ chạy về Cần Hải, Nghệ An, đánh nhau vài trận rồi chết ở Trang Hương Ái. Cuối năm 1967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái. Nguyễn Khoan tử trận, hai tướng và hai bà vợ của ông tự vẫn ở Ao Nâu, cạnh Gò Đồng Đậu. Đinh Bộ Lĩnh tấn công thành Hồi Hồ, tướng quân Kiều Thuận chống không nổi, đành vượt sông Hồng chạy sang thành Mè. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận. Khi lực lượng đủ mạnh, Đinh Bộ Lĩnh không tiêu diệt mà hàng phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Hà Nội, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, Thanh Hóa, vốn là những hậu duệ nhà Ngô để lấy lòng thiên hạ. Năm 1968, Đinh Bộ Lĩnh tiếp tục đánh dẹp các sứ quân Lý Khuê, Lã Đường và thống nhất Tĩnh Hải quân. Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Qua đoạn video trên, các con chắc chắn cũng đã một phần hiểu được tình hình đất nước của chúng ta sau khi Ngô Quyền mất. Đến năm 1965, chính quyền nhà Ngô tan rã, đất nước lâm vào tình trạng cát cứ của 12 sứ quân. Sau đây thì cô có một vài hình ảnh minh họa đất nước ta rơi vào cảnh hỗn loạn, các con hãy quan sát nhé. Và đây là hình ảnh của Thảo Hồ Hào, địa phương nổi dậy, hay chúng ta còn gọi đó là loạn 12 sứ quân. Để làm rõ hơn về tình hình của đất nước, các con hãy quan sát được đồ cát cứ của 12 sứ quân sau. Ở vùng đất sứ quân chiếm giữ là Hồi Hồ thì do sứ quân Kiều Thuận chiếm giữ. Ở vùng đất Phong Châu do sứ quân Kiều Công Hãn. Vùng đất Đường Lâm là Ngô Nhật Khánh. Tam Đái là Nguyễn Khoan. Đỗ Động Giang là Đỗ Cảnh Thạc. Tây Phù Liệt là Nguyễn Siêu. Tiên Du là Nguyễn Thủ Tiệp. Siêu Loại là Lý Khuê, Tế Giang là Lữ Đường, Đằng Châu là của sứ quân Phạm Bạch Hổ, Bố Khải Khấu là của sứ quân Trần Lãm và ở Bình Kiều thì là sứ quân của Ngô Xương Xí. Trong hoàn cảnh đó, tại đất Hoa Lư, Ninh Bình xuất hiện nhân vật Đinh Bộ Lĩnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật Đinh Bộ Lĩnh để xem ông có đóng góp gì cho đất nước của chúng ta nhé. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 1924, mất năm 1979, quê ở Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông là con của Thứ Sử Châu Hoan, Đinh Công Trứ. Thời nhỏ khi đi chăn trâu, chơi đánh trận với các đứa trẻ khác quanh tay làm kiệu cho ông ngồi, để rước và cầm lau đi hai bên như rước thiên tử. Năm 1965, triều đình suy yếu, cát cứ nổi lên. Với tài năng của mình, lại được nhân dân ủng hộ, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Trong hai năm 1966-1967, bằng các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, ông đã lần lượt dẹp yên các sứ quân, chấm dứt tình trạng cát cứ, thống nhất đất nước và lập ra nhà Đinh. Năm Mậu Thìn 1968, ông mở nước, dựng đô xưng làm hoàng đế, tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế và đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Với phần nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu, cô xin giới thiệu thêm với các con một số hình ảnh về nhân vật Đinh Bộ Lĩnh. Trên đây là hình ảnh tập trận cờ lau.
Và đây là toàn cảnh khu du lịch cố đô Hoa Lư mà chúng ta đã vừa được nghe đến trong bài học. Với những công lao đóng góp mà chúng ta vừa tìm hiểu trong phần 2 nhỏ, thì cô có một số ý nghĩa về những việc làm của Đình Bộ Lĩnh như sau. Thứ nhất, chấm dứt tình trạng phân tán, cát cứ kéo dài và thống nhất đất nước. Thứ hai, khẳng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước thái bình, hưng thịnh. Thứ ba, tạo cơ sở ban đầu để các vương triều sau này bổ sung, củng cố và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của đất nước trong quá trình hình thành và xác lập chế độ phong kiến ở nước ta. Chính vì những công lao, ý nghĩa to lớn mà Đình Bộ Lĩnh đã đem đến cho đất nước của chúng ta, thì nhân dân của chúng ta vô cùng biết ơn và lập đền thờ của vua Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình. Các con có thể theo dõi, quan sát một số hình ảnh trên màn hình nhé. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài học. Bây giờ để củng cố kiến thức, chúng ta sẽ chuyển qua nội dung luyện tập nhé. Trong nội dung luyện tập, cô sẽ có các câu hỏi lựa chọn đáp án. Các con hãy đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn đáp án đúng nhất. Câu hỏi số 1. Dưới thời nhà Ngô, ở các địa phương do ai đứng đầu? Cô có các đáp án như sau. Thứ nhất, Quan Võ. Thứ hai, Thứ Sử. Thứ ba, Quan Văn. Thứ tư, Vua. Chúc mừng con, đáp án hoàn toàn chính xác. Câu 2. Sau khi Ngô Sương Văn chết, tình hình đất nước ta như thế nào? Cô có các đáp án như sau. Thứ nhất, loạn 12 sứ quân. Thứ hai, ổn định. 3. Đang trên đà phát triển. 4. Hòa bình, thống nhất. Chúc mừng con. Câu hỏi số 3. Loạn 12 sứ quân gây ra nguy cơ lớn nhất nào cho đất nước? Các con hãy chọn đáp án đúng nhất nhé. Thứ nhất, kinh tế suy sụp. 2. Nhân dân đói khổ. 3. Ngoại xâm đe dọa. 4. Đất nước bất ổn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần bài tập. Vậy thì dựa vào phần kiến thức mà chúng ta đã được tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, các con hãy vận dụng vào để trả lời câu hỏi sau nhé. Có ý kiến cho rằng Ngô Quyền quyết định về đóng đô ở Cổ Loa để tiếp nối truyền thống cha ông. Con có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Với câu hỏi này, các con hãy làm vào trong vở bài viết của mình nhé. Vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu xong kiến thức của bài 9, Đất nước buổi đầu độc lập năm 1939 đến năm 1967. Và bây giờ thì chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại vào những tiết học sau nhé.